Xin chào các bác và anh em nhé. Trong một thời gian dài vắng bóng thì ngày hôm nay bên em lại chính thức nhập về được những lô hàng là những chiếc đẩy WeWork SH 9400 Pro, một phiên bản đẩy liền vang số được tích hợp màn hình cảm ứng liền mic để cho chúng ta sẽ tối giản được tất cả các thiết bị cũng như là tối giản về chi phí đầu tư. Và trong video ngày hôm nay thì rất là vui khi có mặt ở đây, và em sẽ làm một video này để giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho chúng ta cách căn chỉnh, điều chỉnh thiết bị WeWork SH 9400 Pro bằng tay, và chúng ta sẽ không cần can thiệp bằng phần mềm, chúng ta không cần phải sử dụng máy tính để chúng ta điều chỉnh các tần số nữa, và chúng ta sử dụng bằng tay, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cũng như là bản thân chúng ta là người có thể làm chủ được thiết bị. Và đương nhiên là khi có bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra thì các bác cũng có thể dựa trên tất cả những cái kiến thức của chúng ta mà chúng ta điều chỉnh để cho giọng hát nó được hay nhất, tiếng nhạc nó được hay nhất. Và cái video này thì cũng là một video chắc chắn là lát nữa thì em sẽ share cho các bác khách hàng khi trước đây mua sản phẩm bên em và có được bên em cài đặt sẵn, thì em sẽ gửi cái link này để cho các bác, thì các bác sẽ nhìn vào video thì các bác sẽ có thể điều chỉnh được một cách tốt nhất, dễ dàng nhất, tránh cái hiện tượng là khi đang hát mà có một cái vấn đề gì sai lệch các bác lại phải gọi lại cho bên em thì sẽ mất thời gian cho cả hai bên. Và đương nhiên là vấn đề tư vấn cũng như là điều chỉnh thì bên em vẫn sẽ làm, nhưng nó sẽ rất là bất tiện cũng như là làm cho chúng ta không chủ động được tất cả mọi thứ. Và video này chắc chắn là một video rất là bổ ích để chúng ta có thể dựa trên những cái nền tảng của WeWork SH 9400 Pro này để chúng ta cũng có thể điều chỉnh các thiết bị khác mà chúng ta đang có. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến gần hơn và sẽ cùng nhau khám phá tất cả những gì đang có trong thiết bị đẩy liền vang số, liền micro WeWork SH 9400 Pro, để chúng ta thấy được rằng sản phẩm này là một sản phẩm cực kỳ hay, cực kỳ công nghệ và rất là hữu ích, đáng có trong một bộ dàn, một bộ hát karaoke ở trong gia đình của chúng ta nhé. Vâng, và một lần nữa thì chúng ta lại tiếp tục chiêm ngưỡng tất cả những gì đang có ở trên thiết bị đẩy liền vang số, liền micro WeWork SH 9400 Pro. Và chính giữa của chúng ta đây là một chiếc màn hình cảm ứng, và tất cả những thao tác chúng ta sẽ thực hiện ở trên chiếc màn hình này. Và đầu tiên thì em muốn nói đến cho chúng ta là những gì nó đang có mặt ở trước mắt, có nghĩa là chúng ta bật màn hình lên nó đã có rồi. Thứ nhất là chúng ta đang có ba cái đường căn chỉnh về main, EQ, effect và cái system này. Thứ nhất main thì chúng ta nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện này, là thứ nhất là những cái đường cổng kết nối. Ở đây chúng ta có thể kết nối bằng HDMI, ARC, Bluetooth, ổ đĩa, OPT, VOD, AUX. Chúng ta kết nối bằng bất cứ một thiết bị nào thì chúng ta có thể bấm vào màn hình cảm ứng. Bây giờ em đang cắm vào dây bung sen thì nó sẽ là đường AUX. Em sẽ bấm vào AUX và chúng ta sẽ có nhạc. Còn nếu như chúng ta bấm vào VOD thì chúng ta sẽ không có nhạc. Chúng ta nếu kết nối bằng đường VOD thì mới có cổng quang. Thì chúng ta vào OTP. Đấy, như AUX đây nhá. Đầu tiên, đấy là cái lựa chọn tín hiệu âm nhạc đi vào. Và có nhạc vào thì đương nhiên là cái phần sóng ở đây nó sẽ nổi. Chúng ta muốn tắt thì chúng ta có thể bấm vào đây, tắt tạm thời này. Nhưng mà TV của chúng ta, nguồn nhạc của chúng ta vẫn đang chạy. Đây là chúng ta tắt thiết bị là sẽ không cho những cái thiết bị âm thanh nó ra loa. Đấy, chúng ta mở lên nhé. Music thì ở đây chúng ta có thể điều chỉnh về âm lượng. Đấy, chúng ta muốn tăng giảm âm lượng như thế nào thì chúng ta điều chỉnh ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần... từ từ em sẽ nói luôn về cái phần đang có ở bên ngoài này. Ví dụ KTV, Music này, chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiện cho chúng ta rất là nhiều những cái thể loại âm nhạc mà ở trong cái phần Music là đã được cài đặt sẵn. Đây là những cái chế độ là của nhà sản xuất đã cài đặt. Chúng ta có thể lựa chọn một trong bốn chế độ này. Sau đấy chúng ta loát. Đây, ví dụ em đây, em loát. Đấy, thì chúng ta sẽ có những cái không gian âm nhạc và những cái phần âm nhạc được cài sẵn. AUX. Đấy, rất là hay, rất là tiện. Tiếp theo phần Music cũng vậy, mic cũng vậy. Mic để nghe hát, rồi mic để xem phim, TV, các thể loại khác nhau. Chúng ta có thể dùng sử dụng các thể loại khác nhau. Về phần effect cũng vậy, nó cũng có rất là nhiều những cái hiệu ứng được cài sẵn. Chúng ta sẽ lựa chọn một trong các cái hiệu ứng đây sao cho nó phù hợp với giọng hát cũng như là cái bản nhạc của chúng ta đang chơi.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần này rất là quan trọng này. Phần này là phần EQ. EQ ở đây thì chúng ta đang có những cái đường tín hiệu của bass, của trung, trung trầm, trung cao và chép. Như các thiết bị đẩy liền vang và vang số thông thường thì chỉ có ba đường tín hiệu tượng trưng cho ba mức giải tần số khác nhau. Ví dụ tần số của bass, tần số của trung và tần số của chép thôi. Sẽ không có chia là trung trầm, trung cao. Đây thì sẽ cho chúng ta được một cách nó chi tiết hơn rất là nhiều. Chúng ta muốn cho cái tiếng nhạc nó dày hơn, bass nó nhiều hơn thì chúng ta tăng. Đây, cái phần music nhá. Music tính là tiếng nhạc này. Chúng ta sẽ bấm vào đây này. Đấy. Đấy, tiếng bass nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ. Chúng ta muốn trung nó cao lên nhiều hơn để cho cái lời hát nó rõ hơn. Cái phần hát của ca sĩ nó sẽ rõ. Những cái phần âm thanh liên quan đến tần số trung nó sẽ rõ. Đấy, trung cao cũng vậy. Điều chỉnh thoải mái. Chép cũng vậy. Đấy là những gì có ở trên music. Tiếp theo ở về phía của mic cũng vậy, cũng có tất cả các 4 đường để chúng ta điều chỉnh về tần số. Giọng của chúng ta dày hơn, mạnh mẽ hơn thì chúng ta tăng bass. Còn giọng của chúng ta bay hơn, sáng hơn thì chúng ta tăng cái phần trung cao và phần chép lên để chúng ta khai thác về những cái vấn đề đấy. Đấy là hai cái phần vấn đề liên quan đến EQ. Tiếp theo là phần effect. Effect thì rất là dễ, sẽ có echo và reverb. Reverb thì thường thường chúng ta thấy ở trên những cái thiết bị là vang số thì thường thường hay có reverb. Còn trên thiết bị này thì có tích hợp cả hai và chúng ta sẽ trộn hai cái lại với nhau sao cho hài hòa. Reverb chúng ta có thể tăng lên. Đấy. Delay của phần echo thì có delay và repeat, và âm lượng tổng của echo, reverb thì có decay và pre delay. Decay này thì nó sẽ là cái phần mà chúng ta muốn cái tiếng vang đấy nó ở cái mức độ như thế nào. Còn cái pre delay này nó cũng là cái độ lớn của cái tiếng vang đấy. Còn cái phần delay repeat này cũng vậy, nó cũng tương tự như cái phần reverb. Và chắc chắn là khi chúng ta là người trực tiếp chúng ta điều chỉnh thì chúng ta sẽ phải vận dụng cái đôi tai của chúng ta. Có nghĩa là mỗi một cái không gian, một cái thể loại âm nhạc thì nó sẽ đưa ra những cái tần số nó khác nhau. Và không gian của nhà các bác nó chật hay là nó rộng hay là nó nhiều đồ hay ít đồ thì chúng ta sẽ lựa chọn dựa trên những cơ sở đấy để chúng ta điều chỉnh, điều tiết. Đấy là những cái em chỉ hướng dẫn cho các bác biết rằng là cái này là cái điều chỉnh cái gì. Thì chúng ta sẽ dựa trên những cái đấy và chúng ta vận dụng những đôi tai của chúng ta thì chúng ta sẽ làm. Ai là những người thích âm nhạc, yêu âm nhạc thì chắc chắn cũng phải có một đôi tai là nghe được như thế nào là hay, như thế nào là không hay, như thế nào là hài lòng, như thế nào không hài lòng. Và chúng ta sẽ dựa trên những cái kiến thức đấy để chúng ta điều chỉnh. Còn về cái phần sai tầm. Và về cái phần sai tầm này thì cũng đang có các cái đường music. Là đây là những cái phần mà chúng ta khởi động lên âm nhạc, nó hiện lên ngưỡng bao nhiêu. Mic cũng vậy, effect cũng vậy. Chúng ta muốn cho âm nhạc nó nhỏ hơn một chút để khi chúng ta bật thiết bị lên nó không bị giật mình, cũng như là tránh cái hiện tượng là cháy loa. Vì âm lượng nó lớn quá thì chúng ta có thể giảm bớt ở đây. Đấy, cái effect thì chúng ta để cho cái ngưỡng mà chúng ta vừa chúng ta hát thôi. Đây là phần lựa chọn ngôn ngữ này. Mic feedback trên con vang này thì đang có 4 cái mức độ, cấp độ chống hú. Phần music key này là cái phần mà chúng ta tăng giảm tông nhạc. Ví dụ chúng ta bật bản nhạc mà nó cao quá, chúng ta không hát karaoke được, mà cái bản nhạc đấy là bản nhạc của ca sĩ mà chúng ta rất thích, chúng ta đang quen với nhạc đấy rồi thì chúng ta có thể giảm tông đi. Ví dụ như thế này. Đấy. Giảm xuống thì cái bản nhạc của chúng ta nó sẽ bị hạ thấp tông xuống và chúng ta sẽ hát được đơn giản, dễ dàng hơn. Còn những bản nhạc mà chúng ta muốn hát cao hơn, mạnh hơn thì chúng ta có thể đẩy lên. Đấy. Đấy, đẩy cao lên. Còn mặc định của nó là bằng 0 nha các bác. Đơn giản, sau đấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái diết này và chúng ta sẽ lưu lại. Đấy, ok, xong. Hết sức đơn giản, gọn nhẹ. Thực ra là nếu như chúng ta kết nối bằng đường máy tính thì chúng ta sẽ có được những cái sự chú thích nó dễ hơn bằng dạng biểu đồ. Còn ở đây thì chúng ta sẽ vận dụng những cái gì chúng ta đã hiểu, chúng ta biết về âm thanh, chúng ta sử dụng và làm chủ thiết bị này
nó vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ có từng đấy thiết bị thôi, từng đấy cái cửa để chúng ta điều chỉnh thôi, và chúng ta sẽ hát karaoke rất là hay. Dạ vâng, rất là đơn giản phải không ạ? Tất cả những gì liên quan đến kỹ thuật cũng như là những cái phần căn chỉnh, điều chỉnh thiết bị thì trong video vừa rồi bên em cũng đã bộc bạch chia sẻ hết những gì mà cá nhân của em biết và muốn cho chúng ta làm chủ thiết bị một cách nó dễ dàng hơn. Và đây sẽ là những cái nền tảng cũng như là những cái phần mà chúng ta sẽ yên tâm hơn khi chúng ta mua sản phẩm. Các bác có nhu cầu sở hữu, mua sắm một thiết bị rất là hay, rất là tiện dụng, rất là công nghệ này thì có thể ghé qua 133 phố Trần Lâm, Long Biên, Hà Nội để chúng ta test thực tế. Còn nếu không ở xa thì có thể gọi điện đến hai số điện thoại hotline. Bên em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ làm cái công việc chốt đơn và hàng của các bác sẽ nhận tại nhà. Nhân viên bưu điện sẽ giao tận tay và các bác có quyền được thử thoải mái trước khi các bác bàn giao tiền cho nhân viên bưu điện. Vâng, sau đây thì em xin phép được khép lại video tại đây. Rất là mong có được nhiều hơn nữa những cái video để chúng ta sẽ cùng nhau có thêm những kiến thức để chúng ta chơi nhạc, sử dụng những cái sản phẩm phục vụ cho âm nhạc, hát karaoke và nghe nhạc nha các bác.